Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Bò Audio. Hôm nay thì trở lại kênh của em sẽ phối ghép cho các bác một cái combo rất là hay và đẳng cấp, đó là cái với mức giá rất là phải chăng. Đó là chiếc âm ly Denon N11 kia các bác nhá. Chiếc âm ly N11 em sẽ ghép với đôi loa Wack Pedal D320. Thì cái âm ly Denon N11 này, nó có thể chơi được CD này và USB con này đọc tới nhạc DSD. Đấy, ngoài ra nó sẽ có thêm một rất nhiều chức năng khác như là có thể chơi được Bluetooth này, có thể chơi được AirPlay 2 này, có app Hios này, app Hios để các bác có thể nghe sử dụng cái app thay cho cái điều khiển. Ngoài ra thì trên app đó sẽ có rất nhiều ứng dụng như là Spotify, Tidal, vân 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 vân. Ngoài ra thì con này có thể chơi được cả đài FM và nghe full đài Việt Nam luôn. Những bản bản trước nó thì sẽ không có FM đâu, bản này sẽ có FM. Đấy, cái thứ hai là các bác sẽ có thể có đường line in nữa, rồi có kết nối wifi, rất là nhiều tính năng hay của chiếc thiết bị này. Và hiện tại thì có thể cắm được line, cả line in. Đấy, hàng này tất cả cái âm ly và đầu loa này đều là hàng mới nguyên hộp, tuy nhiên mức giá sẽ là mức giá rất tốt cho các bác. Riêng cái chiếc âm ly lẻ hàng mới tinh nguyên hộp như thế này sẽ có giá là 13 triệu rưỡi. Đấy, còn cái loa này sẽ có giá là 5 triệu 2 cho các bác. Như vậy là cả cái set combo này nó sẽ là 18 triệu 700 cho các bác, về chỉ việc dùng và cắm điện lên là chơi thôi. Điện của nó là điện 230V, các bác không cần phải dùng đẩy nguồn để nghe gì cả. Ok, ngay bây giờ em sẽ test ra một đoạn nhạc cho các bác lắng nghe cái chất âm đến từ combo Maza, xin lỗi các bác là Denon N11 các bác nhé. Phiên bản gọi âm ly cao cấp nhất của hãng Denon bây giờ, dòng dàn mini và loa là loa Wack Pedal của anh D320. Nỗi buồn trên xứ người.